Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi trưa em chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe. Hôm nay em có mặt tại bến sông Chợ Gạo, về xà lan cho cô chú anh chị cùng xem với em. Và đây là một chiếc xà lan hầm ở Đồng Tháp mà các bạn. Trời, rú ga quá cỡ luôn. Ở trên nuôi trên xà lan trồng cây kiểng cũng rất là nhiều các bạn. Và vượt mặt chiếc xà lan cắm lửa dầu luôn. Xà lan máy mạnh quá vượt mặt rồi. Còn đây là chiếc xà lan này ở Sài Gòn. Quá rồi, rú ra bốc khói luôn các bạn ơi. Động cơ rất là mạnh luôn. Và đây thêm một chiếc xà lan cắm lửa nữa, đựng dầu nữa ở Tiền Giang các bạn. Và đây một chiếc xà lan chở hàng container ở Đồng Tháp mà các bạn. Và đang chạy về hướng Bến Tre. À, trên dòng sông kênh Chợ Gạo hôm nay xà lan đua nhau chạy rất là nhiều luôn. Ở đây có một chiếc ghe lấy hàng gì trùm mũ rất là kính các bạn. Và đây có một chiếc xà lan xanh ở Vĩnh Long các bạn. Chạy rất là nhẹ, phơi trên mặt nước luôn. Chiếc xà lan này đi lấy hàng. À, đây có một chiếc xà lan hàng container vừa chạy qua chân cầu dây Chợ Gạo ở Tiền Giang miền Tây ở Việt Nam mà các bạn. À, xà lan này chở hàng container ở Long An các bạn, đang chạy về kênh Chợ Gạo và đang chạy về hướng Dàm Kỳ Hôn.
những thùng hàng chất rất là cao luôn. Buổi sáng hôm nay bầu trời rất là trong xanh, rất là đẹp các bạn ơi. Đây có một chiếc xà lan nhỏ chở đá các bạn. Xà lan này chở đá ở Bến Tre, bây giờ cũng chạy về hướng Bến Tre luôn. Sử dụng xong chợ gạo mà miền Tây có những nhánh lục bình rất là đẹp các bạn, và có những làn gió gợn sóng rất là đẹp luôn. Và đây là cầu dây của chợ gạo ở Tiền Giang, miền Tây các bạn. Cầu dây rất là đẹp luôn. Và đây có một chiếc xà lan đá đang chạy tới. Trên bờ kè có những hàng cao, gió lung linh rất là đẹp các bạn. Đây là một chiếc xà lan đá mì các bạn, ở Đồng Tháp chạy ngang trên chợ gạo ở Tiền Giang các bạn. Và đây có một chiếc ghe chạy vượt mặt xà lan đá luôn. Chiếc ghe nhưng mà chạy rất là lẹ luôn, để qua vượt mặt luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của em.